Đây cái nhà bánh khọt với bánh xèo ở đường Mã Lò nè, cái nhà đầu đường Mã Lò với đường tỉnh lộ 10 á, là quẹo vô là thấy bên tay trái luôn nè cả nhà, thấy chưa? Nè đây đây đây, nè bánh khọt nè, có mực nữa nè, đó tôm nè, tôm là tôm bự luôn đó nha, nè bánh khọt nè, còn đây là mực nữa nha. À, cô chú anh chị có ăn thì ghé ngay đầu đường Mã Lò với lại đối diện đường tỉnh lộ 10 nha, quẹo vô là đầu đường Mã Lò đó, vô sẽ thấy nè, đó nhiều lắm luôn nha, nè gỏi cuốn nữa nè, đó đây, đây bánh khọt là có luôn nước cốt dừa nè.